Đầu tiên mọi người ơi, không thấy cái nó móng thì nên chưa kịp quay, bỏ xuống nhấp thử sao có em này nó lên nó ăn. Bự nha, chả sập luôn. Rồi, ông thấy chúc tất cả mọi người luôn có sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye mọi người.